up. Anh em mà dự đám cưới nào? Hôm nay đám cưới bà ca anh em à. Anh em vô nhà lấy ghế ngồi nào. Chắc ghế không đủ cho mọi người ngồi quá. Oh, no. Em vô nha. Lấy ghế ngồi đi, bạn nào ngồi thì kịp thì ngồi, bạn nào không kịp thì đứng nha anh em ơi. Ôi. Nhà đông người hả? Đúng rồi, sớm chơi. Ê. Anh em ơi, còn slot của cô dâu chú ghế nữa. Vậy là chết rồi anh em bu đầy người là chết tụi tôi rồi. Chưa slot cho cô dâu chú ghế với anh em ơi. Vô nhà rồi còn anh á. Đây anh vô được rồi nè. Cần hai người ông bụp nha. Cần hai ông bụp nha. Cần hai ông bụp mà cần hai người, cần một người bụp chứ, cần một người. Một người đứng hỏi kiểu như là giờ có đồng ý lấy nhau hay không, vui các thứ đúng không ta? Ừ, đừng tắt sương mù anh em, để sương mù nó đẹp mà, đừng tắt. Rồi mọi người ông định vị trí trong chưa? Đặng còn cô dâu chú ghế đi vô nữa anh em ơi. Không khoe cá, không khoe cá. Ok nha. Đi heo ơi. Đi chậm được mà. Đó anh chậm nào. Nè anh đi lại gần vô gần em mà. Nè đi chậm nữa. Anh đi bỏ em. Nè đó. Lên heo này. Đi nè. Không có đau. Hả? Trời tự nhiên cái chào nhẵn như chưa hỏi là có đồng ý lấy nhau không nữa. Hôm nay là ngày trọng đại. Cảm ơn vì anh em đã có mặt. Em có đồng ý lấy anh không? Dạ. Heo. Làm gì vậy? Chứ vô chứ. Quýnh cho bây giờ. Mấy bạn về chỗ ngồi. À đù, có vàng dạc ở đây luôn hả? Ờ, cảm ơn em nha. Thôi bạn đói, đậu phộng. Anh chờ. Lên nhạc. Lên nhảy với cô dâu chú ghế nào. Ôi, hơi đông anh em ơi, bình tĩnh. Anh em bình tĩnh ơi, mắc kêu cô dâu chú ghẻ rồi. Alo. Xuống đây heo ơi, xuống đây nhảy. Vui thế à? Mọi người đứng đừng che anh, hết thấy anh rồi, mọi người đứng ở sau đi, để anh đứng trước. Lên đây heo ơi. Anh đứng trước nè. Cô dâu đâu rồi?
Để nép vào nè. Nèo đâu? Nè là đâu? Trên cái bàn nè. Sao lại trên bàn? Heo đâu rồi? Heo đâu, đi ra trước đứng nè heo. Vô hết nhờ. Đứng sau lưng anh. Trời ơi, khổ quá bạn. Trời, mấy bạn này chán thế rồi, đi ra sau lưng đứng đi. Mấy bạn này phá quá à. Mấy bạn nghiêm túc giùm mình cái mọi người thiệt chứ tổ chức trời, chứ mọi người vô đây vui mà mọi người đứng vậy sao mà thấy người. Thằng Trọng Phúc này chắc anh số các bạn đó quá ta. Cứ lại cầm con cá che mặt hoài à. Ủa heo đâu? Anh đứng ở giữa anh nhảy nè. Nè. Sao? Không thấy gì luôn. Trời ơi. Vãi, mấy bạn đứng này nép vào cái mọi người. Muốn vô không được á, đầy full người rồi á, đứng đàng hoàng lại nào. Anh xóa các bạn hết nha. Ý thức tốt vào, ý thức nè. Ý thức giúp anh cái mấy đứa ơi. Mở thính ra anh hả? Ok. Đã nốt đã xong cái đám cưới rồi nha anh em. Cảnh sát lại bắt đi cảnh sát kìa, cảnh sát kìa lại bắt đi cách ly hả? Chụp hình nào. Ôi to quá. Rồi, lại bu mắt nữa rồi. Ơi, rồi. Anh đây nè. Đâu nội. Đây nè. Bu quá ta ơi, từ từ nào. Bình tĩnh nào, bù thế. Bù quá, bù nhiều quá anh em à. Hello mọi người nha, hello anh em đang xem live nha. Ngớt cái này anh ra anh bắn FIFA nha anh em. Ok, xong nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc cưới này nha.
Bye bye anh em, bye bye anh em nè.